Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 26 tháng 8 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình Thời sự tối nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Thị xã Mỹ Hào tổng kết 20 năm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, hội thảo chuyển đổi số trong các doanh nghiệp, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên trong năm học mới, huyện Ân Thi bố trí tái định cư dự án Tân Phúc – Vọng Phan, cảnh báo mất an toàn lái xe chở khách sử dụng giấy phép lái xe giả và chưa đủ tuổi lái ô tô. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Mỹ Hào tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023 và biểu dương danh hiệu ông bà cha mẹ mẫu mực con trung hiếu cháu Thảo Hiền giai đoạn 2018-2023. Dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào. Thị xã Mỹ Hào hiện có 75 khu dân cư thuộc 13 xã, phường. Trong 20 năm qua, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thị xã được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 hàng năm. Ngày này là dịp để các địa phương động viên, khích lệ các tầng lớp nhân dân lưu giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, hăng hái thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển kinh tế xã hội. Từ năm 2018 tới năm 2023, thị xã Mỹ Hào có 2.201 gia đình được công nhận danh hiệu ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu Thảo Hiền. Đây là những gia đình có ít nhất 3 thế hệ cùng chung sống tại địa phương, được công nhận là gia đình văn hóa. Các thành viên trong gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, làm tốt công tác vệ sinh môi trường. Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên gặp mặt tuyên dương các cháu học sinh giỏi các cấp, học sinh đỗ đại học năm học 2023 và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tới dự có đồng chí Đại tá Tô Thành Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại buổi gặp mặt, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tuyên dương 171 em tiêu biểu, trong đó 126 cháu là con của cán bộ nhân viên cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên đạt danh hiệu học sinh giỏi, đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố. 3 cháu đạt giải cấp quốc gia, 18 cháu thi đỗ vào đại học. Nhân dịp bước vào năm học mới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng 45 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh giỏi trên địa bàn tỉnh. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các cháu đạt được trong năm học 2022-2023. Bên cạnh đó, đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, tổ chức quần chúng tiếp tục quan tâm kịp thời động viên các gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em để các em có điều kiện học tập, phát huy năng lực trí tuệ, làm chủ khoa học kỹ thuật, vững bước xây dựng tương lai. Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh có trụ sở tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề chuyển đổi số trong các doanh nghiệp Việt Nam, các vấn đề lý luận và thực tiễn. Hội thảo có sự tham gia của các đại biểu là các giáo sư, tiến sĩ, giảng viên đến từ nhiều trường đại học, các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trên cả nước. Từ đó, ban tổ chức đã lựa chọn hơn 50 bài viết chất lượng nhất để đưa vào kỳ yếu hội thảo khoa học quốc gia năm 2023. Tại hội thảo có 3 tham luận trực tiếp và 12 ý kiến phát biểu đóng góp bổ sung cho các nội dung của hội thảo. Hiện nay là chủ trương của Đảng, Nhà nước thì phải đẩy mạnh phát triển các doanh nghiệp. Vì chính là đây là những nơi mà tạo ra cái cơ sở vật chất và các doanh nghiệp chúng ta cần phải hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hơn nữa. Một mặt nữa là chúng tôi là một cái trường đào tạo về cán bộ về kế toán, tài chính và quản trị kinh doanh. Nên chúng tôi chọn cái vấn đề này nó còn giúp cho cán bộ, giảng viên và các em sinh viên có một cái kiến thức vững hơn, tốt hơn để mà làm sao mà đào tạo cho sinh viên khi ra trường có thể thích ứng và làm tốt công tác chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý doanh nghiệp cùng nhau trao đổi các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến chuyển đổi số trong các doanh nghiệp Việt Nam. Từ đó đề xuất những giải pháp kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp Việt Nam nhằm góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong các doanh nghiệp thời gian tới. Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên và huyện Phù Cừ vừa tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024.
Năm học qua, thành phố Hưng Yên có 207 học sinh trung học cơ sở đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học cơ sở cấp thành phố. 10 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Thành phố cũng tổ chức thành công cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố, sân chơi toán học VEDU, giải điền kinh học sinh tiểu học, trung học cơ sở. Công tác xây dựng cơ sở vật chất trường học được cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm chỉ đạo và được thực hiện thường xuyên. Việc đầu tư huy động các nguồn lực để xây mới, nâng cấp, tu sửa cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học được các xã, phường quan tâm triển khai thực hiện. Đến nay, toàn thành phố đã có 99% trường học có nhà lớp học kiên cố cao tầng. Hội nghị cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới, trong đó chú ý đến mục tiêu đào tạo mũi nhọn và đại trà, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho trường học và lớp học. Đến nay, hầu hết các trường học tại Phù Cừ đều đảm bảo một phòng học một lớp, xây mới 43 phòng học, 10 phòng bộ môn, các phòng chức năng. Trong năm học qua, đã có 5 trường học được công nhận mới, 3 trường học được công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia, phát động xây dựng quỹ khuyến học Tống Chân Quốc Hoa đạt trên 1 tỷ đồng. Công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo tiếp tục được quan tâm, chú trọng, đảm bảo thực hiện chương trình phổ thông năm 2018 ở các cấp học. Năm học 2022-2023, trình độ giáo viên đạt chuẩn ở bậc học mầm non đạt 98%, bậc tiểu học và trung học cơ sở đều đạt trên 95%. Giáo viên trung học phổ thông đạt chuẩn 100%. Trong năm học qua, đã có gần 80 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 17 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Học sinh các cấp trên địa bàn huyện tích cực tham gia các cuộc thi do ngành giáo dục các cấp tổ chức và đạt nhiều giải cao trên các lĩnh vực. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã khen thưởng hơn 20 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong năm học qua. Thưa quý vị và các bạn, trong tình trạng chung của nhiều địa phương, bước vào năm học mới thì xã Mỹ Hào cũng gặp phải bài toán khó là thiếu giáo viên. Vậy làm thế nào để học sinh đều được tiếp cận với đầy đủ các môn học, được trang bị đầy đủ kiến thức theo yêu cầu? Trong bối cảnh này, mỗi địa phương đều phải tìm lời giải cho riêng mình, ghi nhận tại thị xã Mỹ Hào. Trường Trung học cơ sở phường Dị Sử năm học này đón nhận trên 300 học sinh vào khối 6, đông nhất từ trước đến nay. Qua đó, nâng tổng số học sinh toàn trường lên hơn 1.000 em, được chia thành 24 lớp, tăng 2 lớp so với năm học trước. Trong khi đó, số lượng giáo viên đứng lớp trực tiếp chỉ có 33 người, so với định biên của Bộ Giáo dục thì còn thiếu 12 giáo viên, chủ yếu là các môn văn, toán, tiếng Anh. Trong khi chờ tuyển dụng bổ sung, trước bối cảnh năm học mới đang đến gần, nhà trường đã xây dựng kế hoạch học 2K và phân công chuyên môn theo hướng tăng giờ, nhưng không quá 25 giờ một giáo viên trên tuần. Động viên các thầy cô theo đặc trưng bộ môn của mình sẽ tăng 3 đến 4 tiết theo quy định. Và các thầy cô cũng rất chia sẻ, đồng cảm với tình hình chung của thị xã, của ngành, của nhà trường. Để đảm bảo chất lượng thầy cô vượt tiết thì nhà trường bố trí là các em học sinh học 2K, khối 6 và khối 9, các em học buổi sáng, còn khối 7, khối 8 học buổi chiều. Và nhà trường sẽ phân các thầy cô có tiết cuối buổi sáng thì sẽ không dạy tiết 1 của buổi chiều, mà sẽ thường sẽ bố trí tiết 3, tiết 4 để thầy cô có cái thời gian nghỉ ngơi. Bước vào năm học mới, theo định biên, thị xã Mỹ Hào còn thiếu trên 200 giáo viên của 3 cấp học, trong đó cấp tiểu học thiếu nhiều nhất với 85 giáo viên. Trung học cơ sở và mầm non, mỗi cấp thiếu 65 giáo viên. Tiên lượng trước được thực trạng này, ngành giáo dục thị xã sớm triển khai rà soát, đánh giá chi tiết số lượng giáo viên ở từng nhà trường, cấp học, môn học. Trên cơ sở đó, lên kế hoạch đề xuất điều chuyển điều động giáo viên giữa các trường cho hợp lý, đảm bảo các môn học đều được triển khai giảng dạy theo đúng chuyên môn quy định. Tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thị xã khẩn trương xây dựng kế hoạch để tiến hành tuyển dụng giáo viên còn thiếu, tiến hành điều động luân chuyển giáo viên ở một số loại hình môn học, ở những đơn vị có tỷ lệ cao và những đơn vị có tỷ lệ thấp, để đảm bảo tất cả các đơn vị nhà trường bước vào năm học đều có đầy đủ loại hình các môn học, hướng dẫn chỉ đạo các đơn vị nhà trường trong việc sắp xếp bố trí sử dụng đội ngũ giáo viên hiện có tại đơn vị để đảm bảo định mức lao động chung và đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ năm học của các nhà trường. Với những giải pháp trên, đến thời điểm này, thị xã Mỹ Hào cơ bản khắc phục được tình trạng thiếu giáo viên với mức tăng giờ của giáo viên trong khung cho phép không quá 200 giờ một năm. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là giải pháp tình thế cho năm học này.
nhằm nâng cao tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, đặc biệt là về hạ tầng đô thị, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang đã chú trọng đầu tư nguồn vốn để xây dựng. Năm 2023, trên địa bàn xã thực hiện 5 dự án đầu tư xây dựng với nguồn vốn trên 65 tỷ đồng. Ngoài dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng kinh tế, vùng sản xuất hoa hiện đang chuẩn bị triển khai với tổng nguồn vốn đầu tư trên 30 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm chủ đầu tư. Đến nay, xã Xuân Quan đã giải ngân được trên 25 tỷ đồng, đạt trên 70% kế hoạch. Trong đó, dự án trụ sở công an xã Xuân Quan vừa khánh thành đưa vào sử dụng và các dự án khác đang trong quá trình hoàn thiện, thi công, đảm bảo tiến độ, gồm các dự án xây dựng nhà hiệu bộ, các phòng chức năng trường mầm non, cải tạo công viên trung tâm xã Xuân Quan, đầu tư nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng đường trục kinh tế xã. Hiện Ủy ban nhân dân xã đang đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các công trình để hoàn thành kế hoạch nguồn vốn giao, đưa công trình vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội địa phương. Hiện tại huyện Ân Thi đang chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh việc bố trí khu tái định cư cho các hộ dân có diện tích đất ở bị thu hồi phục vụ dự án Tân Phúc - Vọng Phàn. Xã Hà Lễ có 27 hộ dân nằm trong diện thu hồi đất ở phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường Tân Phúc - Vọng Phàn. Trong đó có 2/3 là bà con giáo dân. Ngay sau khi cơ quan chức năng cắm mốc địa giới dự án, xã Hà Lễ đã chủ động gặp gỡ người dân, nắm bắt tâm tư của người dân để bố trí khu vực tái định cư phù hợp. Qua đó, khu vực tái định cư không chỉ đảm bảo có vị trí đẹp bằng và hơn khu đất bị thu hồi mà còn đáp ứng nguyện vọng gần khu vực nhà thờ, thuận tiện cho bà con sinh hoạt tôn giáo. Bà con người ta cũng có cái tâm tư muốn là ở gần nhà thờ mà họ thường sinh sống. Đến giờ thì bà con cũng cơ bản là ủng hộ 100%. Đấy, chỉ còn cái việc chính sách nhà nước như thế nào nữa thôi. Chuẩn bị trong thời gian tới tổ chức kiểm đếm trước khi giải phóng mặt bằng đường Vũng Phan thì phải bà con phải nhận được đất tái định cư. Xã Tiền Phong có 5 hộ dân phải bố trí tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường Tân Phúc - Vọng Phan. Dù số lượng hộ thu hồi đất ở xã Tiền Phong không nhiều, nhưng xã xác định công tác giải phóng mặt bằng không dễ dàng bởi tài sản trên đất của cả 5 hộ dân tương đối lớn. Nhiều hộ có diện tích nhà ở lớn mới đưa vào sử dụng chưa lâu, trong khi chờ đợi chỉ đạo từ cấp trên, xã Tiền Phong đã đi trước một bước, gặp gỡ các hộ gia đình, thông báo chủ trương, lắng nghe tâm tư của nhân dân để tạo sự đồng thuận. Hiện Ủy ban nhân dân xã đã bố trí khu vực tái định cư rộng khoảng 0,6 ha nằm trên cùng trục đường với các hộ bị thu hồi đất. Dù có một số kiến nghị nhưng về cơ bản tất cả các hộ dân đều ủng hộ chủ trương thu hồi đất. Với cá nhân tôi thì tôi rất là hiểu và ủng hộ cái dự án này. Có cái con đường mà nó to mà đi qua xã nhà chúng tôi thì chắc chắn là sau này xã nhà chúng tôi nó sẽ phát triển. Về mọi mặt việc mà thu hồi đất đỏ thì cũng mong coi thế là các cấp chính quyền có thẩm quyền thì sẽ đưa chúng tôi ra một khu nào đấy nó hợp lý để càng sớm càng tốt để chúng tôi còn ổn định cái cuộc sống. Lãnh đạo địa phương thì cũng đã tiến hành họp bàn bạc xem cái chỗ nào mà tốt nhất, đẹp nhất để ưu tiên cho các hộ thuộc khu vực tái định cư chọn ra một vị trí cũng thuộc mặt đường DH63 để trình với cả Ủy ban nhân dân huyện là chấp thuận vị trí tái định cư cho các hộ. Đối với 5 xã trong vùng dự án Tân Phúc - Vọng Phàn, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chấp thuận vị trí khu vực tái định cư với tổng diện tích khoảng 4 ha. Sau khi bố trí đủ diện tích tái định cư cho các hộ bị thu hồi đất, các xã được quyền tổ chức đấu giá với phần diện tích còn lại để tạo nguồn xây dựng cơ sở hạ tầng. Hiện huyện Ân Thi đang chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện việc lập quy hoạch, lập dự án xây dựng khu hạ tầng kỹ thuật các khu vực tái định cư tại các vị trí đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận. Liên quan đến việc rà soát các văn bản, đề án do Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng năm 2023, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đồng ý về nguyên tắc việc bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Chủ trương này đã tạo tâm lý phấn khởi và nhận được sự đồng tình trong các viên chức của cả nước. Theo các viên chức đang công tác tại Trạm Y tế xã Dân Tiến, huyện Hoài Châu, việc xét thăng hạng viên chức đem lại tâm lý thoải mái và tạo sự công bằng hơn trong quá trình phấn đấu công tác. Những viên chức này cũng đang nỗ lực thực hiện tốt công việc chuyên môn của mình để đạt được các điều kiện quy định đối với việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp y tế cộng đồng. Để so sánh giữa việc xét thăng hạng thi viên chức và thi thăng hạng viên chức thì cái về xét thăng hạng viên chức thì cái ưu điểm của các đảm bảo công bằng hơn, sẽ đánh giá được cả một quá trình khi mà viên chức tham gia công tác. Và bản thân tôi thì cũng từng trải qua là việc xét thăng hạng viên chức. Trong cái quá trình xét thăng hạng viên chức thì chúng tôi cũng thoải mái nhẹ nhàng, không có vấn đề áp lực.
Trong khối viên chức các cơ quan nhà nước, viên chức là giáo viên chiếm số lượng lớn nhất, trên 50% biên chế cả nước. Chủ trương bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cũng là tin vui đối với hàng chục nghìn giáo viên ở tỉnh Hưng Yên. Tôi hoàn toàn đồng tình với cái chủ trương này. Và một cái thứ hai nữa là nó tác động đến giáo viên. Một là nó không làm gây áp lực cho giáo viên. Hai nữa là đấy là cũng là một cái ghi nhận cũng như là một cái nguồn động viên đối với giáo viên mà đã có những cái thời gian cống hiến cho ngành giáo dục. 25 giáo viên của trường Trung học phổ thông Đức Hợp, huyện Kim Động rất phấn khởi khi mới được xét thăng hạng từ giáo viên Trung học phổ thông hạng 3 lên hạng 2. Đây là kết quả của cả quá trình công tác và việc chuẩn bị các điều kiện cho việc xét thăng hạng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các thầy cô được nhận mức lương cao hơn, tinh thần phấn khởi và chất lượng cuộc sống cũng được cải thiện. Tuy nhiên, trải qua quá trình làm hồ sơ, thủ tục, các thầy cô vẫn mong muốn nên bỏ cả việc xét thăng hạng để trả lương theo vị trí việc làm. Khi mà chúng tôi đã được xếp vào cái vị trí việc làm nhất định là chúng tôi cũng đã phải được đánh giá, rồi là xem xét, cân nhắc và thậm chí là có những cái hình thức kiểm tra nó phù hợp rồi mới xếp được vào cái vị trí việc làm như thế ạ. Cho nên là việc bỏ cả xét thăng hạng để trả lương cho các thầy cô theo đề án vị trí việc làm là tôi hoàn toàn ủng hộ. Khi trả lương theo vị trí việc làm ấy thì sẽ ghi nhận cái sự nỗ lực cố gắng của mỗi viên chức công chức một cách cụ thể hơn. Đấy. Thì nó đòi hỏi cái chất lượng công việc ấy nó cũng sẽ cụ thể hơn rất nhiều. Về chủ trương bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, Bộ Nội vụ đã có văn bản lấy ý kiến của các địa phương và Sở Nội vụ đã có văn bản nhất trí với chủ trương này. Thưa quý vị và các bạn, từ vụ việc lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hưng Yên phát hiện và xử lý một số trường hợp lái xe ô tô khách sử dụng giấy phép lái xe giả và lái xe chưa đủ tuổi, thời gian qua cho thấy vi phạm pháp luật về an toàn giao thông là nghiêm trọng, coi tính mạng, sự an toàn của hành khách từ hành vi này đang gia tăng. Trong 2 ngày 16 và 22 tháng 8 vừa qua, lực lượng cảnh sát giao thông tạm giữ 2 xe ô tô và các giấy tờ liên quan tới 2 lái xe sử dụng giấy phép lái xe giả và người chưa đủ tuổi điều khiển xe khách, gồm lái xe Nguyễn Trọng Dũng, trú tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, điều khiển xe khách 29 chỗ, biển kiểm soát 28E00390, đã sử dụng giấy phép lái xe ô tô giả, và Trần Văn Kiên, 17 tuổi, trú tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, lái xe ô tô chở khách biển kiểm soát 30N9357. Qua hơn 10 ngày thực hiện cái kế hoạch tổng kiểm soát, chúng tôi đã tổ chức kiểm tra được trên 600 phương tiện, đặc biệt là trong quá trình tuần tra kiểm soát, chúng tôi đã phát hiện một trường hợp sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan thẩm quyền cấp, phát hiện xe ô tô khách 29 chỗ do người chưa đủ tuổi điều khiển. Chúng tôi đã xử lý nghiêm khắc đối với trường hợp này. Hai lái xe Dũng và Kiên mặc dù chưa gây hậu quả nghiêm trọng nhưng đều vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện ô tô chở khách tham gia giao thông khi không được phép. Bên cạnh việc bị tạm giữ xe ô tô và các giấy tờ liên quan thì hành vi sử dụng giấy phép lái xe giả sẽ bị xử phạt theo Điều 21 Nghị định 100 năm 2019 và được sửa đổi bởi khoản 11 Điều 2 Nghị định số 123 năm 2021 của Chính phủ. Được biết trong tháng 8 vừa qua, số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tăng cả 3 tiêu chí. Đáng chú ý là số vụ việc liên quan đến tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện chưa được đào tạo và cấp giấy phép lái xe có chiều hướng gia tăng. Thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên cho thấy có 8 trường hợp sử dụng giấy phép lái xe giả, 2 trường hợp chưa được cấp giấy phép lái xe và một trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển xe ô tô. Điển hình là vụ gây tai nạn giao thông xảy ra trên tỉnh lộ 376, địa bàn xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ ngày 30 tháng 7, làm 2 trẻ em đi xe đạp tử vong. Nguyên nhân do người điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 89A19718 chưa có giấy phép lái xe gây ra. Tôi là một lái xe khách thì tôi rất ủng hộ chính sách về an toàn vận tải hành khách để đảm bảo tính mạng của hành khách và tôi và mọi người. Thậm chí đã có trường hợp phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Khi người điều khiển phương tiện tham gia giao thông cố ý sử dụng giấy phép lái xe để gian dối thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức theo quy định tại Bộ luật hình sự.
Quý vị và các bạn thân mến, từ đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.